Ủa chăm. Vui, vui vui lắm chị. Vui không? Vui. Lì xì nhiều không? Ờ, nhiều lắm không? Bây giờ năm nay lì xì người ta không à? Thảo tươi. Only you. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuỗi series skincare đến từ Beauty Club. Hy vọng các bạn đã có một mùa Tết phát tài phát lộc nha. Và video ngày hôm nay sẽ là lọc đầu năm cho các bạn đó. Có một chương trình giúp ở quay ở phía cuối video, vì vậy hãy tiếp tục theo dõi nha. Vèo một cái là đã hết Tết rồi. Phát tài thì mình chưa có thấy. Nhưng mà trước mắt thì là phát thâm, phát mụn và còn phát thêm mập nữa. Tết ăn gì bánh chưng, bánh mứt, thịt kho các kiểu đó đúng không? Tết mà, đi khắp họ hàng, nhà nội, nhà ngoại gì đâu đâu cũng là bánh chưng, bánh tét hết. Đã vậy Tết còn là dịp mà mình hội tụ cùng người thân, bạn bè để đánh bài nè, kêu lô tô nè, chơi Uno thâu đêm suốt sáng, cho nên là da dẻ hơi bị bỏ bê thì xuống sắc một tí. Vì vậy hôm nay tụi mình ở đây để chia sẻ cho các bạn những bí quyết lấy lại làn da sau dịp Tết hoành tráng. Và sẽ chia sẻ các bạn những bí quyết để detox da cũng như cho detox cả cơ thể luôn. Chị ơi, bài chúc nha. Xíu để chúng quay xong nha. Quay xong. Để lấy lại làn da sau Tết thì ngoài việc chăm sóc da bên ngoài, chúng ta cần phải detox bên trong cơ thể nữa. Và tip đầu tiên của mình đó chính là điều chỉnh lại chế độ ăn uống. Đúng rồi, ở trong Tết á, thì mình chỉ ăn toàn tinh bột và đồ ngọt thôi. Rau thì cũng có nhưng mà ít lắm. Đúng rồi, cho nên là việc đầu tiên mình làm đó sẽ là chèn thêm rau vào khẩu phần ăn hàng ngày của mình. Và ngoài đó mình sẽ thêm một phần salad vào các bữa ăn phụ để tăng cường rau xanh cho cơ thể. Thì phần salad rất là dễ, các bạn có thể ăn chỉ là salad, cà chua, cà rốt, sau đó ăn kèm ức gà hoặc là trứng kèm với súp meringue. Đơn giản nhưng mà rất là ngon và rất là bổ cho cơ thể đi nha. Theo thầy giữa ta, ngoài việc ăn đầy đủ rau xanh thì các bạn hãy nên uống 2 lít nước mỗi ngày nha. Nếu mà uống nước ngán quá rồi thì ta da. Đây là nước detox đó nha, siêu ngon luôn. Ngon quá ta. Mai làm cho tao một bình nha. Tự làm đi, dễ lắm nha. Các bạn chỉ cần bỏ các loại trái cây bạn thích như là cam nè, chanh nè, táo nè và một ít lá bạc hà vào. Sau đó các bạn đổ nước và để trong tủ lạnh 1 đến 2 tiếng là có thể dùng được ngay. Khi mà uống hết nước rồi thì mình có thể đổ thêm vào. Một ngày thì chắc mình uống khoảng 2 đến 3 cái bình này là đủ nước cho cơ thể rồi đó. Ngon ha, vậy thôi mất uống thì luôn, đừng uống trà sữa nữa nha. Thì trà sữa lâu lâu vẫn thèm mà. Uống hết thôi. Ê, nghe nói vậy chắc trong Tết sống heo thì lắm đúng không? Có tập thể dục cái kiểu không? Thì mình sẽ duy trì hai hoạt động chính trong ngày Tết, đó là nằm và ngồi. Nằm ngủ, nằm xem tivi, ngồi ăn, ngồi đánh bài. Cũng vừa gì? À, nhưng mà mình chắc chắn là không phải một mình Thảo đâu. Các bạn cũng vậy đúng không? Đó là lý do mà khiến cho chúng ta sẽ bị uể oải khi mà đi làm hoặc là đi học lại sau Tết. Và cái vụ nằm hoặc là ngồi quá nhiều như Thảo thì cũng sẽ dẫn đến tình trạng mà da của chúng ta bị xấu đi á các bạn. Bởi vậy, hãy tập dục thôi. Lấy lại năng lượng nào. Tập dục rất tốt cho cơ thể nha. Tập dục thì giúp lưu thông máu nè. Khi tập thể dục thì sẽ tiết ra mồ hôi, giúp cải thiện làn da hơn. Vì vậy hãy duy trì 15 đến 30 phút mỗi ngày để đẹp hơn nè. Chiều nay làm liền luôn, chạy bộ không? Tập với mày tao nghi quá ha, chắc chạy 10 đoạn, ăn 20 đoạn quá. Đừng nói, đừng nghe nó nha các bạn. Ok, sau những bước từ bên trong thì chúng ta đến với bước dưỡng da bên ngoài thôi. Da của chúng ta bị khô nè, bị mụn và bị xỉn màu. Đó chính là do chế độ ăn uống không điều độ ở trong Tết. Bên cạnh đó thì việc thường xuyên ra ngoài đi chúc Tết nè, đi chơi cùng bạn bè mình, make up cả ngày á, cho nên là da của chúng ta sẽ bị bí bách. Do đó việc ưu tiên đầu tiên khi mang skin care sau Tết đó chính là xông hơi và là tẩy da chết cho da. Xông hơi thì các bạn có thể sắm một chiếc máy xông hơi như thế này để có thể xông hơi nè. Còn nếu không thì các bạn có thể sử dụng một chiếc thau nè, xong bỏ một ít nước muối vào và mình chùm một cái khăn lên để xông
cho da mặt của mình. Về tẩy tế bào chết thì tụi mình sẽ recommend cho các bạn cái chai Natural Aqua Gel này của Curl. Thì em này là một sản phẩm đình đám đến từ Nhật Bản. Thì các bạn cũng biết rồi đó, tất cả các sản phẩm của Nhật đều thiên về an toàn và lành tính cho da. Em này thì có bao bì khá đơn giản và chất gel màu trắng đục và hơi lỏng. Khi sử dụng thì mình phải để tay khô và cả mặt khô. Khi mà tẩy tế bào chết trên da nó sẽ để lại, nó rất là dịu nhẹ và không gây kích ứng cho da. Thì tẩy một chút thì mình sẽ để lại những cái ghét, nhìn như là ghét đó. Thì đó là cái tế bào chết trên da của bạn. Và em này dịu nhẹ nha. Nhưng mà nhược điểm duy nhất của em này là giá thành khá là cao, khoảng 600 mấy một chai. Và hạn sử dụng của em này chỉ là 6 tháng sau khi mở nắp thôi. Cho nên là các bạn có thể mua để share với bạn bè, y như là mình mua share với Thảo nè. Bên cạnh đó thì mình cũng chăm đắp mặt nạ để có thể giúp cấp ẩm tức thì cho làn da nè. Và loại mặt nạ mình đang sử dụng đó chính là ta-da, Dr. Jart Plus V7 Brightening Mask. Thì em này ngoài công dụng cấp ẩm của mặt nạ thì có thể giúp làm sáng da nè, nâng tông da hơn một chút xíu. Đặc biệt phù hợp với những làn da đang bị xỉn màu. Kết cấu của em này vừa sát khuôn mặt mình luôn. Khi mà đắp xong thì cảm thấy da căng mọng tức thì glowy, rồi có bật tông lên một chút xíu nữa. Và cuối cùng là sốc lại tinh thần, suy nghĩ tích cực thì mới vui vẻ được nha. Tâm hồn phơi phới thì da dẻ mới tươi mới được. Đúng rồi, Tết là phải vui vẻ hơn bạo đúng không cả nhà. Và để cho mình không bị dồn động một đống việc sau Tết á, dẫn đến stress á, thì các bạn nên là sắp xếp thứ tự lại công việc của mình và tạo một cái to-do list để không bị lạc lối khi mà làm việc nha. Ê, nhớ add vô to-do list là ngay đây một cái giả sử mọi người nha. Đưa 30 ngàn đây. Đó là những bí quyết tụi mình lấy lại làn da cũng như là bóc dáng sau dịp Tết vậy đó. Nếu như các bạn có bí quyết gì hay ho thì đừng quên comment ở phía dưới để chia sẻ với tụi mình với nha. Và nhân dịp đầu năm mới thì Centerbeer xin tặng cho các bạn một cái lọc, đó chính là giveaway 3 hộp mặt nạ Dr. Jart để các bạn có thể chăm sóc da sau Tết nha. Và thể lệ tham gia rất là đơn giản. Bước đầu tiên đó chính là like video này và subscribe channel Centerbeer của tụi mình. Bước thứ hai đó chính là chia sẻ một các hoạt động ngày Tết mà bạn yêu thích nhất trong cái Tết vừa qua và comment một cái số từ 1 tới 500 nha. Và tụi mình sẽ chọn ra người thắng cuộc để trao giải đến các bạn nè. Các bạn cũng đừng quên like, subscribe và nhấn vào hình quả chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất từ bọn mình nhé. Và tạm biệt các bạn.